人家烧垃圾了，烧成这样啊，危险啊！是有烧吗？有人烧吗？还是自己起火的？ 而且那个味道很臭哦，塑胶袋保利龙那些，那个烟很多哦。你哦，你吃完药了吗？不会疼。 还有药粉跟……哦哦，什么东西掉了？小心啊！要小心，慢慢来。杯子放进去里面一点，洗洗，拿杯子去洗。等一下，这个人喝，那个人喝就中了。他用我杯子哦。对呀。哦，拿去洗，杯子拿去洗，喝完要洗。嗯，为什么用我杯子？ 他杯子水藏那里，他懒得拿没？啊，嗯，鸟啊，你没有戳杯口吗？哈哈，不是那个，回一下，洗一下，懒惰啊。你可以戳别人的洞看一下。没有错，对了，没有错的。 啊，本来久了就会破洞啊。人家是裤子碰到我，怎么是内裤破洞？嗯。Bài học thôi. Minh Xiong, 今天有放假吗？ 你干嘛？你不是要直播？直播好了就说。你倒几十些，十些就好了。八。八这些啊，太多了，这样很多，慢慢倒，倒那么多，倒回去会脏掉。爸爸已经帮我倒好了。啊，多的我喝掉了。他也不知道要喝到哪里啊。 倒多少？妹妹，拿那个哥哥的给我。早安，早安，早安。真慢。杯子撞到就倒了啊！哎，掉下来就破了，小心哦。有冰的吗？没了。嗯，为什么只有烫水呢？ 那个温水好，不会很烫。我刚喝了。嗯，错了。嗯，这杯子感觉不会烫。 我不，这是喷。哎呦，我先准备，我先准备，我先准备。准备什么？你水拿好，你小心，你不要踢到啊。好了，喝水吧。你好，你好，新娇。 滋生了，已啊，滋，从哪里工资的滋？工资哪里顶溜顶？啊，生你了，生，嗯，生你了，这生生脑，全部都生生生发生生脑了，嗯，滋生。不是自己倒吗？水要喝下去不行，这会呛到。水要喝下去，啊，好，嗯，很甜吗？不知道。
Còn nếu như mà tư sinh mà em nói về Đài Loan có đại học có một chủng học sinh cái thân phận mình giờ giáo tư sinh à? Hả? Chứ tư sinh à. Bà ba, chuyển tóc ạ. Ta nói thế học sinh có một chủng học sinh tư sinh cái hai cái chữ. Thể dục tư sinh à. Thể dục tư sinh à. Ê, một cái vận động viên ha, một vận động viên giỏi ha. Về một em nói về những cái em mà tập thể dục thể thao. Ê, vận động viên thể thao đó. Có một cái thành tích tốt người gọi là thể dục tư sinh. Hảo, vào học thôi, cảm ơn Hoàng Bảy. Không phải cô ơi, vậy em hỏi cái nào? Em không hỏi cái đó, em hỏi cái nào? Ừ, em không hỏi cái đó, em hỏi cái nào? Có cách nào học tiếng Trung nhanh nhớ không chị? Nhanh nhớ hả? Nhanh nhớ. Sao nên sợ tiền nó? Nhanh nhớ. Cách nhanh nhớ là có nhiêu đó thôi à. Ngồi viết, ngồi đọc mỗi ngày. Bạn kê cho tôi đơn thuốc không có thành phần cây xạ đen. Cây xạ đen là cây gì ạ? Cây xạ đen là cây gì ạ? Có nhiều cây tiếng Việt em chưa hiểu luôn á. Để em coi cây xạ đen là cây gì. Nán hóa, nán thúa, thuận. Cây xạ đen. Nán hóa, nán thúa, thuận là gì? Cái cây xạ đen đó bên này gọi là chín trăng thần, dê trà thần, hoàng quả thần, hoặc là nán hóa, nán thúa thần, nán sở thần. Nán hóa, nán sở thần. Nó có mấy cái tên vậy đó, cây xạ đen á. Chín trăng thần, dê trà thần, hoàng quả thần, hoặc là nán hóa, nán sở thần, là cây xạ đen. Nì bán quả... Ủa này uống thuốc nam thôi sao có cái cây này ta? Thuốc bắc đâu có, thuốc tây đâu có, thuốc này như là thuốc nam á chị, phải không? Phải thuốc nam không? Nǐ bāng wǒ chū yī gè yào dān, měi you nè zhòng qīn jiāng tēng huò yè chā tēng. Em thấy comment thấy, dāng lán shì yào dāng zuì nà gè zuì zhì shēn de. Dāng lán, nǎ tā shuō shěn? 当然要当那个最资深的 你看这个, 他要问这两个资深, 他要问这两个资深, 工资的资深, 生产的深, 他说, 当然要当那个, 最资深, 是什么? 资深就是做最久的啊, 做最久的, 是那个深啊, 不是这个深, 也来红白个深就深来呀, 资深红白就深来, 也来, đương nhiên là muốn làm một người mà có tay nghề lâu năm, một người làm lâu năm đó. Đương nhiên là tôi muốn làm một người lâu năm, một người tay nghề rất là giỏi. Chư sinh, em muốn nói chư sinh đâu phải chữ này rồi. Chư sinh chữ kia nha. Chư sinh. Sinh châu cho sinh chứ cơ. Chữ này. Chư sinh chữ này. Chữ đầu rồi, chữ đầu rồi, chữ đầu rồi. Chữ, 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 chữ. Chữ sân. Chữ này nè. Thâm niên từng trải là người có tay nghề lâu năm. Gọi là chữ sân. Chữ sân. Thâm niên từng trải những người có tay nghề lâu năm. Muốn làm đương nhiên tôi sẽ làm những người có tay nghề lâu năm nhất, tay nghề giỏi nhanh nhất. Và những người làm lâu nhất là... Tại hôm trước em nhắn tin cho ông trợ lý cũng được nhắn từ em từ đó. Vậy là ông nhắn nhầm chữ đó. Chư sinh là phải chữ này. Còn con hỏi chữ chư sinh kia là không có dùng. Ít dùng cho cái trường hợp đi chung với nhau này lắm. Trừ phi nói những vận động viên thể thao rất là giỏi ha. Còn chư sinh này là nói về những người tay nghề, những người từng trải, những người làm việc lâu năm, những người làm việc thâm niên rồi đó. Làm việc lâu năm và họ tay nghề rất là giỏi rồi.
Ủa vậy nhắn sai chữ. Ừ, hắn nhắn sai chữ cho em rồi đó. Hả? Biết cái khi nào viết chữ như cô, mọi người viết là được rồi, viết là nó ra hết rồi, phải thực hiện thì nó sẽ nhanh lắm. Thuốc nam hả? Ừ. À, nǐ bāng wǒ kāi yī gè yào dān, mèi you qīn jiāng téng. Ừ. Nǐ bāng wǒ kāi yī gè yào dān, mèi you qīn jiāng téng. Hòu zhè yè chā téng. Vì phải nhớ cái tên của nó là qīn jiāng téng nè, yè chā téng nè, huáng guǒ téng, hòu zhè nán hóa nán sở thần, cái tên của cái cây xà đen đó. Đó. Xong nó nhắn em câu đó hả? À, vậy là nó nhắn lầm á, nhiều khi người Trung, người Đài gì cũng hay nhắn lầm lắm nha. À, tại vì chữ nó nhảy ra cái ổng trọn đại ổng không để ý á, cho nên nó xài một chữ lệnh lệch một đường khác ha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ học bài con sâu lông biến thành bướm bướm. À, máu máu trộn biến hủ đĩa. Xin chào, chị dạy viết hay lắm mà em không có thời gian, tự mình xếp nha. Em đúng rồi, em tìm cái chữ đó là tìm không ra trên Google, tìm không ra đâu. Tại vì cái chữ mà chư sân em gửi á, người ta ít dùng lắm. Người ta ít dùng, còn cái từ chư sân mà chị gửi cho em á, cái chữ đó mới được thông dụng nha. Cảm ơn cô nhiều hả. Muốn học là ta phải tự sắp xếp thời gian ha. À, sắp xếp thời gian nó mới ra được. Chứ Vân cũng vậy thôi à, Vân cũng là người trăm công ngàn việc mà. Chồng con tùm lum hết, chỉ cần mình sắp xếp thời gian là nó ra hết à. Thời gian. Bữa nay mấy đứa nhỏ nó bị cảm á, đêm nào nó cũng hòn hụt hụt cả đêm vậy đó. Trời ơi nó ho. Tối cho nó muốn ngủ sớm, nó ngủ sớm vậy mà cuối cùng nó ngủ cũng không yên. Hôm nay học quyển nào? Học quyển này, Mày Rơ Y Quỳnh. Học quyển này cuốn lớp 3. Mỗi ngày một văn. Ừ, Mày Rơ Y Quỳnh giống như chúng ta đang học luôn. Mỗi ngày một văn. Nói về quá trình của con sâu lông biến thành con bướm bướm. Không nhớ chữ. Hey, mới đầu viết là sẽ không nhớ được đâu. Phải 2 năm sau mới nhớ được nhiều nha. Phải 2 năm sau mới nhớ được nhiều. Mới đầu viết không nhớ gì cả. Chỉ biết mình là viết bài thôi à, chứ không nhớ gì hết. Em học ở Chư Tâm mà còn không nhớ chữ. Đúng vậy á. Nói chung là chúng ta phải học và làm nó mỗi ngày, cứ làm nó mỗi ngày trong vòng 2 năm sau sẽ nhớ. Hảo, cái tựa đề bài 6 chữ. Ở đây 10, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Học. Máu máu trộn, biên hủ địa. Chữ máu, vết ngược, gạch ngang, gạch ngang, kéo về. Ta có chữ mão, nói về lông. 1, 2, 3, 4. Mão mở, chữ trộn. Trộn này nói về trùng. 3 chữ. 3 chữ trộn như thế. 3 chữ hủy bù. 3 bộ trùng ghép lại thành trộn sau. Bên này là biến thành, trở thành. Bộ ngôn là bộ thủ của nó. Bên này có bộ mịch. Bên này có bộ mịch. Ở đây phết hất lên kéo về móc ra. Ta có chữ biến. Biến thành, trở thành. Bút bút mực bình thường thôi em. Này là bút bình thường thôi. Em hỏi xíu, em hỏi đi. Họ bên hủ tỉa. Chúng ta có bộ trùng. Khuẩy bụ. Đằng sau có chữ hồ. Chữ hồ này là bộ nhục ha. Hủ. Họ chữ tỉa cũng là bộ trùng. Trên này gạch ngang, phết phết, gạch đầy kéo qua đây. Sau đó dưới này có bộ mọc. Hảo. Mơ ảo mạo. Mơ ảo mạo. Chứ ổn trộn. Bơ yên biên. Hơ ủ hủ. Tơ dễ tỉa. Máu máu trộn. Biên hủ đĩa. Máu máu trộn. Biên hủ đĩa. Cái bút bình thường vậy thôi em nè. Đây là cái bút bình thường. Ừ. Máu máu trộn. Biên hủ đĩa.
sau lông trở thành bướm bướm. Vào nội dung bài văn, máu máu trộn sau lông, máu máu trộn, máu máu trộn. Máu máu trộn sau lông. Mơ ảo máu, mơ ảo máu. Chí ổng trộn, máu máu trộn sau lông. Mình không nên cần nhớ bộ thủ nha em nha. Các bé Đài Loan nhiều lúc học tới lớp mấy các bé còn chưa nhớ được hết bộ thủ nữa. Ở đâu, không biết ở đâu đã yêu cầu chúng ta học 214 bộ thủ, chứ ở Đài Loan họ không yêu cầu chúng ta học 214 bộ thủ. Mỗi một bài họ sẽ nhắc tới một bộ thủ. Và trong cái bài đó bộ thủ là trong bài đó có bao nhiêu bộ thủ, chỉ cần nhớ cho chuẩn. Ví dụ như bài là lớp 1 đi. Lớp 1 thì thường thường là 10, 12 bộ thủ hoặc 14 bộ thủ. Lớp 3 thường thường là 16 bộ thủ. Một ngày trong một bài mà 16 bộ thủ bạn nhớ được như đó là quá giỏi rồi, không cần phải học 214 bộ thủ. Mà học xong ra nó không phải là nhờ bộ thủ mà nó biết được chữ. Thật ra cái chữ nó nhờ nét. Ví dụ như 坐在叶子上, ngồi trên chiếc lá. Chữ 坐, 姿, 卧, 坐, 坐 này là ngồi. 坐 nó có một nét phớt, gạch ra, phớt, gạch ra, gạch ngang, gạch xuống, gạch ngang. Nó nhờ nét bút chứ nó không phải là nhờ bộ thủ. Cái bộ thủ em biết là ở chữ 坐 này, ví dụ 坐 là bộ thủ. Vậy thì cái bộ thủ này biết làm sao mới là quan trọng. Ví dụ chữ dê, chữ dê của nó, bộ thủ của nó có mỗi bộ thảo như vậy thôi à. Còn cái phía sau này á, nó không phải là bộ thủ nhưng nó được ghép lại với nhau. Vậy thì nó nhờ cái gì? Nó nhờ nét bút viết ra chứ không phải là nó nhờ bộ thủ viết ra. Nét bút nó mới ghép được. Trước tiên là cái nét bộ thủ đó là nhờ nét bút ghép thành. Vậy thì cái cách viết của nó như thế nào nó mới thành được cái chữ như thế ha? Nó là nét dọc, nét ngang, nét sổ, nét mát gì cộng lại nó mới ra được cái chữ. Ví dụ chữ tự, nó là một nét như thế này và một nét như thế này, một nét như thế này. Chữ sơn là một nét dọc xuống, một nét ngang và một nét ngang. Nó nhờ nét nha, chứ không phải nhờ bộ thủ đâu. Đương nhiên, sau đó viết nét xong rồi ta mới có thể ghép lại và biết nó cái chữ đó đọc như thế nào. Thường thường là cái chữ đó đọc như thế nào, nó mang nghĩa gì. Và đôi khi chính bản thân nó là một bộ thủ. Ê, hả? Lúc nãy, máu máu trộn, 坐在叶子上. Con sao lông ngồi trên chiếc lá. Máu máu trộn, 坐在, chữ tại của người ta đâu? Ê, 坐在叶子上, thiếu chữ tại. Máu máu trộn, 坐在叶子上. Ê, thiếu một chữ tại ha. Con sâu nó ngồi trên chiếc lá. Rồi, khúc này bỏ đi. Làm lại. Hàm nói chuyện quá. Làm lại nè. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Máu máu trộn. Bên hủ tỉa. Bên này móc đây. Bên đây móc đây. Phớt hất lên, phớt đây kéo ra. Bien. Chữ hủ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Máu máu trộn bien hủ tỉa. Mơ ảo máu. Mơ ảo mạo. Chí ổn trộn. Bơ yên biên. Hơ ủ hủ. Tơ dễ tỉa. Máu máu trộn. Biên hủ tỉa. Bắt đầu mới viết em ơi. Bắt đầu từ đây nè, từ đề bài. Máu máu trộn. Biên hủ tỉa. Mới viết đó. Nhưng mà mai sẽ dưới nạn đền nè. Hey, hảo. Hẳn băng à. Tô ai mà mai ý điện. Máu máu trống zô zài yê zi sang. Con sâu, sâu lông nó ngồi trên chiếc lá. Máu máu trống. Một, hai,
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Chữ zuo 1 phát ra, phát kéo ra, gạch ngang, gạch dọc, gạch ngang. Chữ zài ngang phát về, rồi ở đây kéo xuống, gạch đây, kéo đây, rồi lại gạch ngang. A. Ye zi shang, chữ ye ngang phát về, ngang phát vô, nó đều nhờ cái netbook đúng không nào? Chứ nó không phải nhờ bộ thủ. Netbook như thế nào? Hảo ye zi. Hảo chữ shang gạch xuống, gạch ngang, rồi lại gạch ngang. Phải. Mao mao chong, zuo zai ye zi shang. Ê, bù neng cao gờ zi, hey, wo zhi da. Mơ áo mao, yǒu shí hou zì tài dà le. Mơ áo mao. Chí ống chong. Zi wo zuo. Zi ai zai. Yi e ye. Zi shang. Mao mao chong, zuo zai ye zi shang. Con sâu ngồi trên chiếc lá. Bù sao nó nghi vậy ta? Mao mao chong, zuo zai ye zi shang. Mao mao chong, zuo zai ye zi shang. Jing jing da. Chữ jing này là lặng lẽ, yên tĩnh. Chữ jing đầu tiên chúng ta có chữ thanh xà bạch xà the thanh. Thanh nói về màu xanh lá. Đây là chữ thanh, màu xanh lá. Sau đó bên này phết về, có chữ jing ở phía sau. Ở đây kéo xuống, jing này là yên tĩnh, lặng lẽ. Jing jing da, còn nó nghĩa là lặng lẽ ăn cái gì đó. Jing jing da. Cái ô nhỏ nhỏ là chú âm của Đài Loan. Nó giống như A bờ cồi của mình. Đây là chữ chi, tương đương với chữ trò. Đây là chữ y, đây là chữ ân, giống như là chữ ng. Y ân yên, giống y ngờ yên. Trò, chữ chi này giống như chữ trò. Chữ y, ân này giống ng. Thành từ đọc xuống. Jing, thành từ. Jing, chi, yên, jing. Ê, các bạn chữ cái đó trên lớp 1 Vân có chỉ ha. Lớp 1 nằm bên YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Lớp 1 Vân có chỉ cái phiên âm đó đọc như thế nào, nó tương đương với tiếng Việt là gì. Đó, cái cách đọc này có thể đánh chữ ra, đánh ra được chữ này. Cái chữ này đánh ra có nhiều chữ lắm. Và chúng ta chọn chữ này khi mà cần tới nó. Chinh chinh tờ, có nghĩa là lặng lẽ, không có nói tiếng gì hết. Ngồi im ở đó, lặng lẽ ở đó. Chinh chinh tờ, có nghĩa là ngồi yên ở đó, ngồi yên trên chiếc lá. Không có nói, không có hé hé gì đó hết. Ngồi đó làm gì? Chí zở ye zi, ăn chiếc lá. Chí zở. Chí zở. Yi e ye zi. Con sao lông nó ngồi im lặng lẽ trên chiếc lá và nó ăn chiếc lá. Chúng ta có chữ chí, ăn bằng miệng, phết đầy, kéo đầy, móc về, ta móc lên, ta có chữ chư. Chữ trợ, trợ này ta đánh bộ thảo. Dưới này có chữ tác giả, khán giả, tờ giả. Gắn lại thành trợ. Dê zi, dê zi là chiếc lá. Ở đây gạch ngang. Ở đây hai gạch, rồi gạch ngang dưới đây. Đây phết mình móc qua đây nè. Ở đây dưới này có bộ mộc. Dê, hảo chữ zi. Con sâu lông nó ngồi lặng lẽ trên chiếc lá và nó ngồi trên chiếc lá. Sau đó nó ngồi, nó im, nó lặng lẽ để ăn chiếc lá đó. Mô mô tờ khăn dở bế rần. Mô mô tờ khăn dở xào tông u. Hảo, phải cái. Mô mô tờ. Chữ mô ở trước tiên, ở trước này có chữ hay, hắc màu đen. Hắc màu đen. Sau đó đằng sau nó có một bộ khuyển. Mua. Ở trước này có một cái chữ H màu đen. 1, 2, 3, 4. Rồi sau đó bên này móc về, phết qua đây. Chấm. Mua mô tờ. Mua mô tờ. Mơ. Ủa mô. Mơ. Ủa mô. Tơ. Ở tờ. 默默的
Mọi người phải làm, phải viết chữ ra nha. Viết ra 2 năm sau là mình sẽ phát hiện được mình làm được rất là nhiều rồi. Hey, chúng ta phải làm, phải viết ra thì mới có thể có được, không cần phải ước đâu. Tiếng Trung này đôi khi ước nó không ra mà thực hiện nó mới ra. Phải thực hiện, phải làm ngay nó mới ra được. Đó. Mua mua tờ có nghĩa là gì? Thầm lặng, lặng lẽ, không có lên tiếng gì hết. Nó im lặng gì đó. Mua mua tờ, thầm lặng, lặng lẽ, gọi là mua mua tờ. Mua mua tờ. Ê, tuệ, vô xe xua là. Ở đằng sau này là gì? Ở đằng sau này là bộ khuyển mà Vân viết thành tiếng dỗ. Vô xe xua là. Nhi phát hiện là. Xì xì nhi. Ở đằng sau này là bộ khuyển. Mua mua tờ. Ồ, vô xa xa mò, xa bù xu lại. À, vô dung hoàn lơ. Vô dung hoàn lơ. 我的立刻带没有了默默的然后烧了补群哈对刚中心了然后没有了没有了补群烧了补群为什么没有发现 好, trước tiên chúng ta có bộ hát 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hey, từ chữ mua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mua mua tờ. Là bộ khuyển nha. Phần sư chuyển bộ. Chuyển. It's not hey, chuyển bộ, tuệ. Mô mô tờ có nghĩa là âm thầm, lặng lẽ, thầm lặng. Mô mô tờ. Thàn trở bế tờ xào động vụ. Thàn trở này là nhìn. Thàn trở là nhìn. Hảo. Thàn trở. Ở trên này bộ thảo, dưới này có chữ trở. Tác giả. Thàn trở. Nhìn. Khơ an khan. Trở tre cộng với chữ ơ thành nhẹ, khăn trở. Bịa tờ, bơ dĩa bịa, bịa tờ, xào tông ụ. Bịa tờ, xào tông ụ, xí yao xào, xào xào xào, tờ ổng tông. Khăn trở, bịa tờ, xào tông ụ. Hảo, chúng ta có chữ bỉa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bỉa. Thêm chữ tờ. Bỉa tờ xào tông u là gì? Là những con vật khác. Xào tông u. Xào này mang nghĩa nhỏ bé. Tông u là động vật. Chúng ta viết chữ hình trung. Nói về trọng lượng là trọng. Trung lượng là trung. Cộng với bộ lực. Chữ u chúng ta viết bộ niệu và chỉnh u tờ u. Khăn trở, bế tờ xào tông u là nhìn những cái con vật khác. U hoa ba mệnh là mà nghĩa cái gì cũng có hết, đa dạng. Nó là một câu thanh ngữ, u hoa ba mệnh, đa dạng, cái gì cũng có hết. 看着别的小动物, nhìn những con vật khác. 看着别的小动物 在一旁 ở bên cạnh gọi là 在一旁 在 này là ở đây có bộ thổ chữ y 旁边的旁 在一旁 là ở bên cạnh làm gì đó dưới này có bộ phương 只爱在 只爱在 Y phẳng, phẳng là dùng chữ phơ, ẩn phẳng, dài y phẳng. Tôi không đùa với bạn, ủ bố kinh thì khai quản sao tờ. Hey, mùa mấy yêu kinh thì khai quản sao cũng được. Hey, mùa mấy yêu kinh thì khai quản sao. Khăn trở bế tờ xào tông ủ dài y phẳng.
唱歌、跳舞、玩耍、跳跃。唱歌là ca hát. 唱 chữ ăn 唱歌 ơ歌. 这歌没有，没有歌，歌thôi. Không có thanh âm. 唱歌我没有了，我还差什么？唱歌。Chữ chăng mình hát bằng miệng, bộ khẩu. Ở bên này móc qua, gạch ngang, ở đây kéo qua, gạch ngang, đóng lại, ta có chữ chăng. Chữ cơ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chăng cơ, ca hát, theo ủ, nhảy múa. Nhảy bằng chân, giò cẳng, bộ túc. Hảo. Ở bên này có chữ tròn, ghép lại thành chữ theo. Chữ ủ, phết, gạch lên, gạch ngang, 1, 2, 3, 4. Rồi gạch ngang, ở dưới đây bộ thủ của nó, bộ xuyển. Theo ủ, thơ giao theo. U, ủ, ủ, theo ủ, nhảy múa. Bị khở y sông vào mà. YouTube là gì vậy cô? Này chứ bãi bị chắc cờ. Chắc cờ. Hồng Vân Family cuộc sống ở đài là kê của Vân nha. Hồng Vân Family cuộc sống ở đài. Em vào Hồng Vân Family, em vào qua đó em đánh chữ Hồng Vân Family cuộc sống ở đài. Muốn học lớp 1, lớp 2, lớp 3 gì bên đó có. Nhi số chứ chứ bãi bị mà. Hey. Nghe nản đến, tuệ. Nhi chai nả lì à? 你是在哪里？我怎么送呢？这个我，这个谁送我忘记了，好像学校送我的，好像福音国中送我的，可是上面都是简体字呢哈。这里当然就阳台哈，哎，简体字哎，好，跳舞，玩耍。Quán sọ là chơi đùa, nô đùa với nhau, gọi là quán sọ. Chữ quán, hất lên, bộ ngọc. Bên này gạch ngang ngắn thôi, đây dài hơn, phết đây về, kéo qua, quán. Chữ sọ, chữ sọ trên này có chữ ẩr, chè tờ ẩr. Sau đó dưới này có bộ nữ. Quán sọ, u ảnh quán. Shi wa shua 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 shua. Quán shua. Nô đùa. Đùa giỡn với nhau. Chơi đùa với nhau. Không vấn đề gì cả. Học chú âm, học phiên âm gì không vấn đề gì cả. Trong bảng chữ cái mà lớp 1, ở lớp 1 Vân làm, Vân có làm cả chú âm và phiên âm luôn. Vân làm cả hai bảng luôn. Biết càng nhiều thì càng tốt. Không sao cả. Hỏi tiếp theo chữ theo yue. Thơ yao theo. Theo yue, ủa đổi màu rồi hả? Chữ theo đầu tiên chúng ta có bộ túc, nhảy bằng chân giò cẳng, ta dùng bộ túc. Bên này phết về bộ trò. Ta có chữ theo. Theo yue là theo, màu đỏ là chú âm của Đài Loan, Đài Loan họ sử dụng chú âm. Ui, nghĩ là tả hù à, tả anh ta sân hù à. Cái con khen kì là. Hảo, chữ yue chúng ta có bộ túc. Bộ túc. Ở trên này nó có một bộ vũ. Trên này có bộ vũ. Dưới này có bộ trôi bộ. Gắt lại ta có. Trời đất ơi. Quán sò là chơi đùa. Chơi đùa với nhau. Xin chào buổi sáng. Ni hao, chào anh ni hao. Chị có nói tiếng Quảng không? Chị không biết nói tiếng Quảng. Ấy, chứ sẽ 1 năm chỉ, 2 năm chỉ, 3 năm chỉ đều có dùng ha. Chứ là 作业簿, 学校都有在用. Chứ là 台湾的学校都有在用. Hảo, ta có chữ yue, 跳跃的跃. 跳跃là nhảy. Nhảy qua, nhảy, gọi là 跳跃. Chấm. Hảo, tiếp theo. Ở tha còn nó. Ở này nói về. Ở tha.
ha, ý là nói con sâu lông đó, còn nó. Chữ ở 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chữ tha, lúc này họ dùng niểu bù tà tha, vì nó là con sâu, nó là động vật, dùng niểu bù tà tha. Ở tha, còn nó. Nó ngồi trên chiếc lá mà, nó ngồi lặng lẽ trên chiếc lá, rồi âm thầm lặng lẽ ăn chiếc lá đó. Và nó ngồi đó, nó nhìn những con động vật khác bên đó làm gì? Nhìn những con động vật ở bên cạnh đang ca hát nè, nhảy múa, chơi đùa, nhảy tới nhảy lui. Còn nó thì làm gì? Còn nó chi bù huì tiào, nó lại không biết nhảy múa. Chi y chi. Chữ chi đầu tiên ta có 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó 6, 7. Rồi bên này móc qua đây, phết đây kéo ra. Chi. Ở ta chi bù huì tiào. Ở ta chi bù huì tiào. Ừ, chúng ta viết chữ bù huì. Cái nón chữ ô gạch ngang một cái hình chữ nhật chia giữa vách hai bên đóng lại. Chi bù huì. Bơ ủ bù. Vì chữ huì thanh tư cho nên chữ bù đã đổi thành hai. Ê, ở ta chi bù huì tiào. Lại không biết. Lại không biết gì? Thảo tiào. Lúc này họ sử dụng thảo tiào, chạy nhảy. Thảo. Thờ dào theo, con sâu lông mà. Sâu lông nó chỉ có biết trường tới thôi. Chi bù huì bảo theo. Ở đây ta có bộ túc, bên này có chữ bao, bọc tập bao. Tiếp theo chữ theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ở ta chi bù huì bảo theo. Còn nó thì lại không biết chạy nhảy. Và bù huì phi xiǎng, cũng không biết bay. Phải, ta phải một cái. Và bù huì phi xiǎng. Và cũng. Bù huì, không biết. Bù huì. Bù huì, phi xiǎng, phi. Ở bên này móc cong, phết, gạch thẳng xuống, phi. Họ chỉ xiǎng, chúng ta có con dê ở phía trước. Móc vào đây, để móc cái chữ vũ. Ở ta, chi bù huì bảo theo, dê bù huì phi xiǎng, cũng không biết bay. Bơ ủ bù. Hơ huì huì. Phơ ê phê. Xí yáng xiáng. Ở ta. Chi bù huì bảo theo. Dẹ bù huì phê xiáng. Còn nó thì không biết chạy nhảy và không biết bay lượn đó. Phải. Chỉ nâng ủ sân ủ xí tờ zuò zài yì pǎng pǎ zhè. Chỉ nâng. Chỉ này là chỉ. Nấn này là có thể, chỉ có thể. Ú sân ú xỉ. Ú sân ú xỉ. Không có tâm có tiếng gì hết. Im lặng ngồi lặng lẽ. Chỉ còn biết im lặng ngồi lặng lẽ ở đó làm gì thôi. Chúng ta có chữ chỉ, chỉ. Chữ nấn có thể. Nấn dưới này là bộ nhục. Phết đầy kéo qua, phết đầy gạch qua. Chữ nấn chỉ có thể. Ú sân, ú xị thì nói là biệt hơi tâm tiếng, không có nghe tiếng gì hết trơn trời. Gọi là ú sân, ú xị. Gạch qua, 1, 2, 3, 4, ú. Chữ sân, chúng ta sẽ viết dấu bộ sĩ trước. Rồi bên này móc đầy, gạch đầy, kéo qua. Bên này móc đầy, dưới đây có chữ dâu. Và bên dưới này có bộ... Ú sân ú xỉ. Này phòng thể nha.
buổi sáng vui vẻ. Hey, xin chào, xin chào. Vốn dĩ con sao Long thì nó đâu có biết chạy nhảy gì, nó chỉ có biết trường thôi à. Nó thấy mọi người đứng ở bên cạnh vừa ca hát nhảy múa chơi đùa với nhau, còn nó thì chỉ ngồi yên ở trên chiếc lá đó. Ngồi yên đó ăn những chiếc lá mà thôi, chứ không có thể làm gì được, không có tâm tiếng, không có gì hết. Chỉ nóng ủ sân ủ sĩ, chúng ta viết chữ ủ sĩ. Không có một cái tiếng tâm gì, im lặng ngồi yên tại chỗ đó. Ủ sân ủ sĩ. Chữ sĩ trên này có chữ chữ và chữ tâm. Khi chúng ta viết nhiều rồi, chúng ta sẽ biết chữ này là chữ chữ, chữ này là chữ tâm, thì nó ghép lại thành một cái chữ khác mà thôi. Ha. Chúng ta có chữ ủ, chữ sĩ. Ủ sân ủ sĩ. Còn giản thể thì nhiều lúc cái chữ của nó sẽ viết tắt lại thôi. Nhiều chữ thì nó giống y chang nhau. Nhiều chữ cái chữ viết là nó như vậy, nó không thay đổi rồi. Còn có nhiều chữ nhiều nét quá thì họ viết tắt trở lại. Nó ít nét hơn. Nó giản hóa bớt đi, nó viết tắt đi thôi. Và bên giản thể họ sử dụng đó là phiên âm. Nó dùng A bờ cờ khác với cái chữ của Đài Loan. Ha. Ú sân ú sĩ tờ. Thêm chữ tờ. Cho ta biết ừ, yên lặng làm gì đó. Không có tiếng tâm gì ngồi đó làm gì đó. Zài yi pẳng. Zài yi pẳng ở một bên, ở bên cạnh. Zài yi pẳng chấm gạch ngang hai vết xuống. Sao nó vướng vướng vậy ta? Zài yi pẳng. Ở đây mình vết kéo qua bên đây móc vô, dưới này có chữ phương. Zài yi pẳng. Tơ ở tờ, bãi bù tờ tờ. Zi ai zai yi pang. Ở một bên. Pa zhe. Pa, pa a pa. Pa zhe. Pa zhe, chữ trở thành năm. Chữ pa này là bò. Bò ở đây phết, móc đầy kéo. Đẩy ra bên này. Rồi bên này móc đầy, gạch ngang dưới này, kéo ra, ta có chữ phả. Chữ trợ ở đây có bộ thảo, ở đây đánh dấu cộng, gạch ngang, phết về. Một cái ô vuông đóng. Còn nó thì chỉ có thể, không có tiếng tâm gì hết. Ở bên cạnh, bò mà thôi. Chỉ nâng ú sân ú xí tờ, zài yi pang pa zhe. Chỉ nâng ú sân ú xí tờ, zài yi pang pa zhe. Xong hả? Chúng ta qua đây. Chỉ có thể mà im lặng. Im lặng. Bỏ sang một bên vậy thôi. Hảo, qua hàng. Tăng. Mao mao chong chi wan yi pian ye zi shi. Khi nó ăn hết một chiếc lá. Tăng và chữ shi này lúc này nó đi chung với nhau. Chữ tăng đứng đầu câu, chữ shi đứng cuối câu. Tăng. Mao mao chong, con sao lông. Mao. Mao. Chong, bộ trùng. Tăng mão mão chổng. Tơ an tăng. Mơ ảo mão. Mơ ảo mão. Chi ổng chổng. Tăng mão mão chổng. Chi wán yi pian ye zi. Chi này là ăn, ăn bằng miệng bộ khẩu phớt qua. Bên này, chi từ wán này là hết. Một ngôi nhà gạch ngang, phết đầy kéo qua. Hey. Sau đó, ý phiền là lượng từ của một chiếc lá. Ý phiền. Dê zi được gọi là chiếc lá. Dê, bộ thủ của nó là bộ thảo. Ở đây móc qua, phết đầy kéo xuống, đẩy bộ mọc ra. Dê. Zi zi. Dê zi là chiếc lá. Chứ hoạn lặng hết lượng từ một chiếc lá. Ý phiền dê zi.
một chiếc lá. Chi u an guan yi pian pe yan pian ye zi yi e ye zi. Và nó thiếu thêm chữ sử nữa. Khi con sâu lông ăn hết một chiếc lá. Tăng mão mão trộng chứ hoãn ý phiền dê dự. Khi con sâu lông ăn hết một chiếc lá. Lúc này nó thiếu chữ sử, chữ tăng với chữ sử lúc này đi chung với nhau. Tăng mão mão trộng chứ hoãn ý phiền dê dự. Sử bộ nhật cộng với thiếu lâm từ từ từ. Và chữ sử luôn đứng ở trên chỗ phải. Thải huy thì mới. Thải huy thì mới như thế nào đó. Thải huy thì mới. Chứ ải thải. Đọc bật cái hơi ra. Thải huy. Thải huy thì mới. Phụ mẫu đều là hổ phù. Tài hội. Hảo. Chúng ta viết chữ nửa động. Chữ nửa đầu tiên là sầu bù. Sầu bù. Ở đằng sau có chữ nạ. Na biên tờ na. Gắn lại đọc thành nửa. Chữ tông chúng ta viết chữ trọng lượng tờ trọng. Đều là những cái chữ mà ta đừng từng viết ra. Bây giờ nó ghép lại mà thôi. Hảo vì thế tại sao phải luyện mỗi ngày nó mới ra được chữ là như thế. Chúng ta luyện từ những cái chữ nó đơn giản nhất. Tới khi nó ghép thành một cái chữ to đùng. Là cũng nhờ những cái chữ đơn giản đó ghép lại với nhau. Thì ta sẽ tiếp đoán được những từ mới. Chứ không phải là do ai giỏi hơn ai cả. Mà do ai đã viết nhiều hơn ai mà thôi. Thải huy nửa tôn. Nửa tôn hai từ này là gì? Di chuyển. Nó xê dịch, nó di chuyển. Gọi là nửa tôn. Nó nhích cái người của nó. Di chuyển, con sao lông nó thường di chuyển. Nó nhúc nhích, nó bò đi mà. Thay đổi. Nửa tôn. Tha tờ sân thị. Tha. Nói về con sao lông. Nó hoặc cậu ấy cũng được. Thêm chữ tờ cho ta biết cái gì của nó. Tha tờ, sân thị, thân thể của nó. Chúng ta viết chữ sân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chữ thì bộ cốt. Ở đây móc qua, vết đây, ở dưới này là bộ nhục ha. Bên này gạch ngang hai vết xuống. Rồi đây có một bộ đạo. Sân thị. Tha tờ sân thị, thân thể, cơ thể của nó. Thơ a tha, tơ ở tờ, sư ân sân, thơ y thi, thi thi thi. Khi mà nó ăn hết một chiếc lá rồi á, thì nó mới bắt đầu di chuyển cơ thể của nó. Thải huy nửa tông, lúc này dùng cái từ nửa tông di chuyển cơ thể của nó. Thì mới di chuyển cơ thể của nó. Cái hội nửa động tha tờ sân thị. Cái hội nửa động tha tờ sân thị. Hảo, chúng ta viết chữ hoãn mạn. Hoãn mạn. Hơ quan hoan. Hoan hoãn hoãn. Hơ wan u an an. Hơ wan hoan. Hoan hoan hoan. Mơ an man. Hoan man. Chữ hoan này chúng ta có bộ mi bù. Sau đó trên này phớt 1, 2, 3. Ở dưới này ta gạch ngang ngắn thôi. Dưới này dài một tí. Rồi bên này mình phớt qua đây. Sau đó từ trong này ta móc ra và mình kéo ra chỗ này. Mình có chữ hoan. Hoãn man, chữ hoãn và chữ man đều mang nghĩa chậm hết. Hoãn man. Hoãn man này là gì? Chậm rạp. Chậm chậm, chậm rãi, từ từ.
Lúc nãy khoảng mạnh tờ. Nói con sâu ấy nó đang làm gì? Khoảng mạnh tờ. Phá đào linh y phiền dễ dữ sang. Phá này là bò. Ở đây kéo qua đây gạch đẩy qua. Phá. Phá đào chữ đồng chí. Phá đào. Linh y phiền. Linh này là khác. Ở dưới đây có bộ lực. Liền. Ý phiền lượng từ của một chiếc lá. Liền ý phiền. Họ ta có chữ tờ viết phiên âm trước. Tờ thanh nhẹ. Phơ ả phá đọc bằng chữ P của tiếng Anh. Phá. Tơ ao tàu. Bò tới một chiếc lá nào đó. Lơ yên liền. Liền này là một chiếc, một khác. Liền y cơ rảnh. Thêm cái chữ đó vô. Ở sau sẽ quyết định rõ, ví dụ liên y cờ rảnh thì viết chữ y cờ rảnh, một người khác. Liên y phiền dê zi là một chiếc lá khác, dưới này có thêm chữ dê zi đây. Liên y phiền phơ yên phiền, lượng từ. Y e dê. Liên y phiền dê zi, một chiếc lá khác. Ở đây móc qua, ở dưới này có bộ mộc. Zi zi. Ê, nó bò, từ từ bò qua một chiếc lá khác. Hoàng mạnh tờ, phá đào linh y phiền dê chữ sang. Lúc này có chữ sang, vậy là bò lên chiếc lá đó, vì nó có một cái chữ sang. Hoàng mạnh tờ, phá đào linh y phiền dê chữ sang. Nó từ từ chậm rãi, từ từ chậm. Chậm chạp, chậm rãi, thường nó từ từ đi. Từ từ hoặc chậm rãi bò lên một chiếc lá khác. Shi an shang. Phải. Suy rãn tuy, tuy rằng. Sư quay suy, rư ảnh rãn, tuy, tuy rằng. Suy rãn. Bộ khẩu. Bộ trùng. Bộ truy bù. Ghép lại thành chữ suy, chữ nhiên, suy rãn, suy rãn, tuy, tuy rằng. Tự chỉ tờ động tác, động tác của mình. Tự chỉ này là mình, bản thân mình, tự mình. Tự chỉ, gắn thêm chữ tờ vào cho ta biết cái gì của mình. Cái gì của mình. Chữ chỉ tờ. Tông chua. Động tác của mình. Chữ tông chúng ta viết chữ trọng. Chữ trọng cộng với bộ lực. Ta có chữ tông. Chữ chua động tác. Công tác, hợp tác. Chữ này là chữ tác. Chữ chỉ tờ. Tông chua. Chí y chí. Chí chí chí. Tơ ở tờ. Tơ ổng tông. Chữ vô chua. Tuy là cái động tác của mình. Suy rãn tự chỉ tờ tôn chua. Sư nà mờ tờ hoàn mạnh. Chậm rề như thế. Chậm chạp như thế. Sư nà mờ tờ hoàn mạnh. Chúng ta viết chữ sư. 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 Suy rãn tự chỉ tờ tôn chua. Sự na mờ tờ hoạn mạnh. Tuy là động tác của bản thân mình, của mình, của chính bản thân mình. Chậm rề như thế, chậm chạp như thế. Chúng ta qua trang ha. Chúng ta viết chữ na mờ như thế. Xie xie. Hảo chữ na. Đầu tiên chúng ta chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chữ na. Chữ mở chúng ta viết bộ mã trước. Và bộ thủ. Bộ thủ của nó là trên này. Bộ mã cộng thêm bộ dao vào. Na mở tờ. Thêm chữ tờ có bộ bạch. Na mở tờ. Hoàn mạnh. Chữ hoàn chúng ta viết bộ mịch trước. Sau đó ở trên này ta phết về. Ta chấm 3 phết. Dưới đây một gạch ngắn, một gạch dài, phết qua bên này móc, đẩy ra.
Chữ mà anh ta viết bộ tâm trước. Rồi bên này móc qua hai gạch. Dưới đây có một cái hình chữ nhật, gạch hai gạch giữa. Dưới này có chữ do. Sì nà mờ tờ hoàn mạn. Nơ à nà. Mơ ở mờ. Tơ ở tờ. Hơ hoan hoan. Hoan hoan hoan. Mơ ăn mạn. Tuy là cái động tác của mình chậm chạp như thế. Sì nà mờ tờ hoàn mạn. Phải. Mão mão chồng 却不会羡慕别人. Mão mão chồng, sâu lông. Mão, mão, chứ ổng chồng. Mão mão chồng. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mão mão chổng. 我是越南人. Mão mão chổng. Mão mão chổng. Hảo, chúng ta viết chữ chưa lại. Chữ chưa đầu tiên chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chưa lại. 七月却. Sau lông lại không như thế nào đó. 不会羡慕别人. Không có ngưỡng mộ người khác. 不会. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bú huy. Hảo chỉ xem mù. Ở trên này có một con dê. Trên này có một con dê. Sau đó ở dưới này có chữ sư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ghép lại. Con dê cộng với chữ sư ghép lại. Thành xiên. Chữ mu chúng ta có bộ thảo. Sau đó ta có một cái hình, tính ra hình chữ nhật đi, gạch ngang, đóng lại. Hình chữ nhật nó mới dẹp chứ hình vuông nó sẽ bự quá. Rồi chúng ta viết một cái chữ ta to đùng ra. Một chữ ta to đùng ra. Ở dưới này có chữ tâm. Chữ tâm này nó không giống chữ xào vì nó hơn một nét ở chỗ này. Nó có hơn một cái nét nữa. Cái đó là chữ tâm. Không có ngưỡng mộ người khác. Tuy là cái động tác của nó chậm rề vậy đó, chứ nó không có ngưỡng mộ người khác. Ngưỡng mộ này là gì? Ngưỡng mộ người khác khi người khác có những cái vật chất đó hơn mình, có những cái động tác gì đó hơn mình. Không có ngưỡng mộ người khác. Bơ ủ bủ. Hơ quầy quầy. Gì nữa? Đợi Vân xếp hình ha. Ông ăn no rồi, ông ngủ đó. Xí yên xên. Mơ u mù. Bơ dễ bẻ. Rư ẩn rỉnh. Bẻ rỉnh chứ phải bẻ rạn. Rồi. Bà hôm nay bà không có bút xóa đó. Sảnh tiên ân ở sân rỉnh hả? Nó là sảnh tiên ân. Chị dạy viết luôn nha em nha. Chị dạy viết luôn. Ai dù ơi, tâm mà chào, ô mấy sôi bảo, ô thính đâu chào, ô hơi sâu bù liệu. Phải. Yên vì ta chứ đạo chứ chỉ thiên sân sư rủ sử. Vì nó biết. Vì nó biết bản thân nó trời sinh là như vậy rồi. Yên vì tha. Y ân yên. Ơi. Ơi. Thao ta sân là mà sâu bố liều. Yên vì. Thơ a tha.
Bởi vì nó, chúng ta viết chữ yên quay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chữ quay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tha này là con sâu lông đó, dùng nếu bù tật tha. Yên quay tha chứ tỏ, chị có bán, không chị không có bán gì hết. Chị không có bán gì hết nha. Yên quay tha chứ tỏ, vì nó biết, chứ chị thiên sinh rủ chị. Vì nó biết bản thân mình trời sinh là như vậy rồi, cho nên nó không có ngưỡng mộ người khác. Chúng ta viết chữ chứ tạo biết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chữ tạo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Chữ tạo biết chứ chỉ là mình. Chữ chỉ ở đây móc qua phết đầy kéo. Chữ chỉ. Thiên sinh là trời sinh. Thiên sinh, chữ thiên, chữ sinh. Thiên sinh, trời sinh. Rú chữ, rú chữ này là như thế, như vậy. Rú chữ, rú chữ. Ở đây gạch lên, bên này kéo qua đây móc lên. Chấm, chữ hậu. 因为他知道 知 này là trò chơi à? Tớ ảo tạo thành từ. 自己 khẩu ngôn lưỡi. Thơ yên thiên trời. Sư ân sân sinh. Rư chữ R cộng với chữ U. Rư u ru mình đọc R u ru. Thành ba. Rủ. Rủ. Rủ thành hai chứ. Rủ sự. Rủ. Rồi. Không có bút xóa nha bà. Rủ thành hai ha. Rủ chữ chữ mới là thành ba. Rủ chữ chữ thành ba. Rủ thành hai. Rủ chữ. Như thế, như vậy. Vì nó biết trời sinh là như vậy. Nhà chị có một cái phòng 9 mét nè em. À, nhà chị có một phòng 9 mét à. Đâu phải ông Đài Loan nào cũng mua nổi nhà đâu em. Giờ giới trẻ giờ đa phần là dựa vào cha mẹ có tiền mua nhà, chứ giới trẻ bây giờ đôi khi làm không đủ bản thân xài nên lấy gì mua nhà. Nhà chị có 9 mét thì chị cũng đang ước có cái phòng khác đây. À, nhưng mà cái giới hạn của chồng mình là như vậy thì mình cũng không được đòi thêm. Hảo, sở dĩ tha man man tờ trạng ta. Ê, sở dĩ, chúng ta biết sở dĩ nên. Sư vô sô, sô sô sô. Đầu tiên chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sở dĩ. Với bé tua nhà chị nó đang ngủ không tốt, nó có giấc ngủ không tốt như vậy. Chị cũng mong có một cái phòng khác để tách rời nó với ba nó ra. Ổng ngáy vậy đó, sao cả nhà ngủ nổi mà đêm nào cũng ngáy hết. Đêm nào cũng nói là ngủ với ổng là không có đêm nào mà được yên giấc, mà lâu rồi cái giấc của mình nó bị giống như là não thần kinh nó bị yếu đuối vậy đó. Nó cũng khó chìm vào giấc ngủ lắm. Ai. Sở dĩ. Nên vì vậy. Ừ, sở dĩ. Tha man man de, nó từ từ. Tha này là nếu bù tờ tha. Tha. Man man tờ. Nó từ từ như thế nào đó. Man man tờ. Ở dưới đây kéo qua. Hai gạch đóng lại. Man. Ở đây ta có bộ tâm. Bên này móc qua gạch hai gạch. Dưới này móc qua gạch hai gạch. Dưới đây có chữ vô. Tha man man tờ. Thêm chữ tờ vào. Nó từ từ, chậm chậm, dần dần làm gì đó. Trạng ta, lớn lên. Trạng ta. Họ chữ ta. Sở dĩ ta man man tờ trạng ta. Y, 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 thơ, a, ta. Mơ, an, man. Mơ, an, man. Tơ, ở, tờ.
chi ang chang 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 tơ a ta. Nên nó từ từ, từ từ lớn lên. Sở dĩ ta man man de chang ta. Sở dĩ ta man man de chang ta. Man man de thủ thu xì sư. Hảo, chúng ta phải man man de, rồi từ từ làm gì đó. Man man de, mơ an man, mơ an man. Chữ man này chúng ta có bộ tâm, sau đó bên này móc hai gạch, dưới đây móc qua hai gạch dưới nữa, dưới đây có chữ vô, chậm chậm từ từ. Man man de. Dưới đây hình chữ nhật, gạch hai gạch. Dưới đây có chữ dô. Man man tờ. Ký hiệu màu đỏ là chú âm của Đài Loan nha. Từ từ nhổ ra. Thường con sao lông nó sẽ nhổ sợi mà. Nó sẽ kéo sợi. Từ từ kéo sợi cũng được. Thủ chu xì sư. Hảo, ta thêm chữ tờ. Man man tờ. Man man tờ. Thù, tại nó nhả sợi từ trong miệng nó ra, cho nên dùng cái từ thù, nhổ hoặc nhả ra. Thù xì, cái sợi này nó không dày, nó mỏng thôi, cho nên có cái từ xì, bộ mịch và chữ điền. Xì, sợi này rất là nhuyễn. Sư, sư này là sợi bộ mịch luôn. Ở bên này cũng có bộ mịch, nhưng bộ mịch bên này kiểu khác. Hai bộ mịch. Hảo. Man man de. Thơ u thu. Thu thủ thủ. Chi u thu. Xi yi xi. Sư. Từ từ nhổ. À, từ từ nhổ ra những cái sợi. Sợi dây mỏng. Những cái sợi mỏng mỏng. Những cái sợi nhỏ nhỏ đó. Man man de. 吐出细丝，在慢慢的为自己编结出一个小小的房子。在 rồi nó làm gì đó. 在 bước tiếp theo của nó, rồi nó làm gì đó. Chữ 在 là phải lấy chữ 在 này. 在 好, 在慢慢的, chúng ta lại viết 慢慢的. Ở dưới đây móc qua. 慢慢的. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 在慢慢的. Mơ an man. Mơ an man. Tơ ở tơ. Chạy man man tơ. Rồi từ từ. Rồi từ từ. Làm gì? Wei zi chi. Vì ai đó làm gì? Lúc này vì bản thân mình. Wei zi chi. Vì mình. Wei zi chi. Vì mình. Một, hai, ba, bốn, 5, 6, 7, 8, 9. Quay tự chỉ. Vì mình, vì bản thân mình. Quay tự chỉ. Hảo. Quay tự chỉ. Biên chế chú. Chữ biên đầu tiên chúng ta sẽ có bộ mịch trước. Sau đó bên này có bộ hộ. Hộ khẩu tờ hộ. Rồi dưới này ta gạch đầy móc qua bên này, hai gạch xuống, rồi gạch ngang. Ta có chữ biên. Biên
结出，边结出。好，chúng ta viết chữ chẻ cũng là bộ mịch. Ở bên này có chữ cát. Biên chế, thêm chữ chu ra. Biên chế này là gì? Là đang tết. Hey, biên chế này là đang con sâu lông nó thường nhả sợi rồi nó đang thành một ngôi nhà cho chính bản thân nó mà. Đó. Ta có chữ biên bơ yên biên chi dễ chế này là đang. Nó dùng cái sợi dây tơ của nó đang ra. Chi u chu. Ý cơ lượng từ một cái nhà. Ý cơ. Ý cơ. Chữ ý và chữ cơ. Ý cơ. Ý cơ. Xáo chào. Xào này, nhà nó nhỏ thôi. Nhà của các con sâu lông nó kết ra nó nhỏ thôi. Chào. Chữ chào. Cái đường này nó hơi thấp, lên cao tí nữa. Lên cao tí nữa. Trên này tí nữa. Rồi ở đây móc qua. Xiao xiao. Xi yao xiao 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 xiao. Xi yao xiao 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 xiao. Hai âm này nó khác nhau ha. Xiao xiao. Chữ xiao nó bật cái hơi ra. Xiao xiao. Xiao xiao. Hả, chữ xiao đó thì nó mang nghĩa nhỏ rồi. Còn chữ xiao này nó mang nghĩa gì? Khéo, nhanh nhẹn. Khéo, nhanh nhẹn. Xiao xiao là một căn nhà nhỏ nhỏ. Một nhà căn nhỏ 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 xinh xinh, xinh xắn là được rồi. Xiao xiao, một căn nhà nhỏ xinh xinh, xinh xắn. Hảo ta thêm chữ tờ. Cái gì xinh xắn? Xiao xiao tờ. Phẳng zi. Phơ ẩn phẳng. Phẳng zi. Bài bù tờ tờ. Xiao xiao tờ phẳng zi. Chữ phẳng đầu tiên trong này có chữ hộ. Sau đó dưới này có chữ phương. Zi zi. Xiao xiao tờ phẳng zi. Một căn nhà nhỏ, một căn nhà nhỏ xinh xinh cho bản thân nó. Wei zi ji, ha, zai man man de wei zi ji bian jie chu yi ge xiao xiao de fang zi. Và nó rồi nó từ từ dệt nên một ngôi nhà xinh xắn cho riêng bản thân nó. Hảo, fang zi bian jie hao le, căn nhà đã dệt xong rồi. Fang zi 1 2 3 4 5 6 7 8. Phẳng zi biên jie hao le. Căn nhà đã dệt xong rồi, đã đan xong rồi. Bộ mịch. Sau đó bên này phết ra, bên này móc bộ hộ. Dưới đây gạch qua, hai gạch, gạch ngang. Tiếp một bộ mịch. Ở đây dài hơn, nhét xuống, dưới này ngắn hơn. Thêm một bộ khẩu. Phẳng zi biên jie hao le. Căn nhà đã đang kết xong rồi. Phẳng zi biên jie hao le. Phở phở. Phở ẩn phẳng. Phẳng zi. Bơ yên biên. Chi dễ jie. Hơ ao hao. Hao hao hao. Lơ ở lơ. Phẳng zi biên jie hao le. Căn nhà đã đan xong rồi, đang kết xong rồi. Hoặc đã làm xong rồi cũng được. Máu máu trốn bà chứ chỉ phong bì dài đi thổ. Phải không cái? Máu máu trốn bà chứ chỉ phong bì dài đi thổ. Có nghĩa là con bướm, con sâu lông. Tự nhốt mình ở trong đó. Hảo. Máu máu trốn. Một, hai, 3 4 1 2 3 4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sâu lông. Mớ ảo mỡ. Mớ ảo mỡ. Chí ổn trộn. Mỏ mỏ trộn. Sâu lông. Đó. Chúng ta viết chữ bà. Bà này chúng ta viết sổ bù. Bên này có chữ ba, ghép lại thành chữ bà. Này, bà. Bà tự chỉ bản thân mình. Đem bản thân mình. Bà tự chỉ đem bản thân mình. Bơ a ba. Ba ba ba. Tự chỉ. Ba tự chỉ. Đem bản thân mình. Phong bì zài lì thò. Phong bì này là gì? Đóng chặt lại, nhốt nó lại. Hey. Mình nhốt bản thân mình vào trong đó. Phong bì. Phơ ân phân. Bơ y bì. Chữ phân này trên này có một bộ thổ. Dưới này thêm một bộ thổ. Bên này có một bộ thốn. Ta có chữ phân. Chữ pi chúng ta có một bộ môn cánh cửa. Và ở đây có một cái chữ sải. Ta có chữ phong pi. Phong pi là đóng chặt lại, đóng kín lại, khép kín. Gọi là phong pi. Có thể nhốt mình vào trong đó, tự nhốt mình vào trong đó cũng được. Họ zài lǐ tǒu là ở trong đó. Zài này là ở. Lì, lì miên là lì, lì này bên trong là bộ y bù. Bên này móc qua gạch ngang, gạch ngang, gạch ngang, kéo xuống, gạch ngang. Zi ai zài. Zi ai zài. Lơ y lì, lì lì lì. Zài lì thọ. Zài lì thọ. Máu máu sống, bà tự chỉ phong bì zài lì thọ. Là con sâu lông, nó tự nhốt mình. Tự nhốt mình ở bên trong đó. Chúng ta có chữ thọ. Trước tiên chúng ta sẽ viết chữ đậu. Thường người ta sẽ nói zài lǐ miàn cũng được. Trong sách lúc này họ ghi zài lǐ thọ thì ta viết zài lǐ thọ ha. Hảo, lǐ thọ, lǐ miàn gì? Ý nghĩa cũng như nhau hết. Thơ âu thô thanh năm thọ. Man man đã tận. Và nó từ từ đợi. Man man đã tận. Không biết là con sâu lông nó nhốt mình trong cái một cái ổ nhện như thế. Một cái ổ mà tự nó tự dệt ra. Không biết bao nhiêu lâu thì nó mới trở thành con bướm. Man man đã tận là từ từ đợi. Man man đã tận. Chúng ta có chữ man, bồ tâm. Móc đây gạch qua hai gạch. Dưới này móc qua hai gạch xuống. Dưới này có chữ dồ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chữ tờ. Man man tờ tận. Chữ tận. Trên này là bồ trúc. Dưới này là thiếu lâm tự tờ tự. Man man tờ tận. Từ từ đợi. Cô có lớp dạy tiếng phồn như này không? Đây là lớp dạy tiếng phồn. Dạy từ lớp 1 đến lớp 3 vẫn là tiếng phồn nha. Chị không có dạy dạng thể, chị dạy phồn thể thôi. Man man tận tận, từ từ đợi. Tận cho, khan khan zi ji jie xia lai hui bian cheng shenme, hay hay you shenme bian hua. Đợi xem bản thân mình sẽ trở nên như thế nào, sẽ có cái sự biến hóa như thế nào. Tận cho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tận cho có nghĩa là đợi. Ở đây ta có bộ thảo, dưới này đánh dấu cộng, gạch qua để viết chữ chờ. Tận cho. Khan khan chữ chỉ, xem thử bản thân mình. Khan khan, xem thử. Tơ, ân tân, tân tận tận. Trò tre cộng với chữ ơ, tận cho. Khơ an khan, một chữ khan là xem, hai chữ khan khan là xem thử.
một chữ khăn là xem, hai chữ khăn là thành xem thử. Tận cho khăn khăn. Khăn khăn tự chỉ. Xem thử mình. Tự chỉ. Hảo, sổ bù 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tự chỉ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Khăn khăn tự chỉ. Xem thử bản thân mình. Chia xa lại, tiếp theo. Chi ye, chi ye chia, chứ không phải chi ya. Chi ye chia, y a ya. Xi ya xa, xa 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 xa, lơ ải lại. Tiếp đến. Chia xa lại. Chia xa lại. Ở đây có bộ lập và đây có bộ nữ. Bộ thủ nói về tay, bộ lập, bộ nữ gắn thành chữ chia. Chia này là đón tiếp theo, đi đón ai đó cũng là nó. Xa, chữ lại gạch ngang, phết, kéo ra, phết, kéo ra. Trên kéo xuống, đá hai bên. Tiếp theo. Huy dụ sở mơ biên hoa, sẽ có những cái biến hóa gì, sẽ có những cái thay đổi gì. Huy dụ sẽ có. Huy dụ. Chữ dụ. Huy dụ sẽ có. Sở mơ biên hoa. Sở mơ mà nghĩa gì. Chữ mạ viết chứ. Bộ thủ của nó đó. Rồi gắn với chữ giao. Huy dụ sở mơ biên hoa. Sẽ có những cái thay đổi gì. Những cái biến hóa gì. Hơ huy huy. Y ô dâu 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 dâu. Sư ẩn sẩn. Mơ ở mơ. Huy dụ sở mơ biên hoa. Em muốn học tư vấn em với. Ở bên này chị đang dạy lớp 3. Nếu như mà em muốn học lớp 1 để biết được các bạn chữ cái này đọc như thế nào, ghép như thế nào, em phải vào lớp 1. Lớp 1 nó nằm ở YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài nha. Em phải vào lớp 1 thì mới có thể có được. Vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài em có thể học được lớp 1. Huy dụ sở mơ biên hoa, chúng ta biến hóa thay đổi gọi là biên hoa. Bơ yên biên hơ hoa hoa, biến hóa thay đổi. Chữ biến này bộ thủ của nó ở giữa bộ ngôn, nó cộng thêm bộ mịch, bên này một cái bộ mịch nữa, và dưới đây phết ra. Chữ hóa, lão hóa, biến hóa, tật hóa, biên hoa thay đổi chấm. Biên hoa. Xin xin nhìn. Máu máu trộn. Sâu lông. Máu máu trộn. Máu. Máu. Trộn. Sâu lông. Phết một cái nữa. Nó có ba bộ trùng gắn lại với nhau. Sâu lông. Mơ ảo mạo. Mơ ảo mạo. Chi ổn trộn. Máu máu trộn. Sâu lông. Zổng sư nà mờ tờ yô nài xin. Zổng sư luôn. Zi ổn zông zông zổng zổng. Zổng sư nà mờ. Chúng ta có chữ nơ à nà. Mơ ở mờ. Zổng sư. Chúng ta bị chữ trộn bộ mịch trước. Mì bụ. Sau đó ở đây phết kéo xuống gạch qua bên này. Rồi ở trong này nó có một gạch, hai gạch xuyên qua. Đóng lại dưới này có trái tim. Trộn sư. Trộn sư luôn. Nà mờ tờ dỗ nài xin. Chữ nà. Bên này có bộ ớt, chữ mở. Bên này có bộ mã, cộng với chữ dao, nam ạ. Máu máu trộn, trộn sư nam ạ tờ dỗ nài xin. Ý là nói con sâu lông, nó luôn có cái sự kiên nhẫn như vậy.
con sao long nó luôn có một cái sự kiên nhẫn như vậy, nó từ từ đợi đợi cho đến khi nào mà nó biến thành con bướm. Máu máu chồn chồn sư này là luôn, nam thường nói như vậy. Vậy nam tờ dồ nai xin, thêm chữ tờ cho ta biết cái gì nam, cái gì như vậy. Y o yo 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 nơ ai nai si in xin, có một cái sự kiên nhẫn. Ê, ta thêm chữ tờ rồi có chữ có dồ dồ, tiếp theo chữ nai xin, bên này phớt kéo gạch đầy móc qua một hai, và bên này nó có một bộ thốn, ta có chữ nhẫn nại, tình nại nại tâm. Nai xin này nói về cái sự kiên nhẫn chờ đợi, nai xin. Tổng sư na mơ tờ dồ nai xin, nó luôn có một cái sự kiên nhẫn như vậy. Phải tầng à, tầng à, ý là nói thời gian chờ đợi đó. Đợi à, đợi. Bộ trúc thiếu lâm tự tờ tự, ta có chữ tận, đợi. Chữ A có bộ khẩu đằng trước, rồi cộng thêm cái chữ phu bù, nó đứng ở giữa phu bù hay là nó đứng bên phải thì mình cứ tính là bộ ớt đi, rồi nó cộng thêm một bộ khờ, nó ra chữ a tần à, đợi à. Tiếp đợi tiếp tần à, tần họ chữ a bộ khẩu, bên này thêm một cái chữ khờ tần à, đánh dấu chấm than. Tơ ân tân tân tận 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 à, tơ ân tân tân tận 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 à, đợi à, đợi đợi à, đợi tận à, tận à, tận tao tố suy chảo là đợi tới khi mà nó chìm vào giấc ngủ, nó ngủ say rồi, nó đợi à, đợi đợi đến khi mà nó chìm vào giấc ngủ, nó ngủ say luôn rồi, tận à, tận. Họ chúng ta qua này, chúng ta có bộ trúc, trên này có chữ sư thiếu lâm tự tự tận nè, tận tờ tận tờ, chúng ta có chữ tờ chi bù gạch qua đây một bộ bộ cái ô vuông, rồi gạch ngang kéo xuống tận tờ tô suy chảo là đều ngủ say hết rồi, gọi là tô suy chảo là. Ở đây có một cái chữ trợ cộng thêm chữ y bù, chữ suy bộ mục nói về con mắt trước, phết ngược gạch ngang đánh hai cái dấu cộng, dưới đây một gạch ngang kéo xuống gạch qua suy, chữ trạo đánh bộ thảo đánh dấu cộng gạch ngang phết về. Lúc này chữ này đọc trảo L Tô phải tận tờ Tô suy trảo là đợi à, đợi cho đến khi mà mọi người hoặc là chính bản thân nó, đợi cho đến khi nó chìm vào giấc ngủ luôn rồi. Tận tờ Tô suy trảo là Sư vây suy chứ ảo trảo, lúc này đọc trảo không đọc trợ nữa, lơ ở lơ à, đợi cho đến khi ngủ say luôn rồi. Tận tờ tố suy trảo lơ dè bú chứ tao cua lơ tua chỗ, cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu lâu, cũng không biết là qua bao nhiêu lâu. Dè bú chứ tao dè một hai ba, bù chứ tao một hai ba bốn, một hai ba bốn năm sáu bảy tám, dè bù chứ tao y e ye 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 bơ u bù chứ tao, cũng không biết dè bù chứ tao dè bù chứ tao, chúng ta qua đây viết chữ tao. Tơ ảo tạo chữ tạo một hai ba bốn năm
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dạ, bù chứ tạo. Qua lỡ tố dở, qua bao lâu, trải qua bao lâu. Nè, qua này là qua, trải qua. Đi qua, cái thời gian đi qua là bao lâu. Qua. Lúc này, qua lỡ, chữ lỡ này là đã. Đã qua bao nhiêu lâu, tố dở rồi. Qua lỡ. Tố dầu, chữ dầu, lâu. Dạ, bù chứ tạo. Qua lỡ, tố dầu. Cơ vô cô. Lỡ ở lỡ. Tơ vô tố. Chí yêu chú, chú chú chú. Dạ, bù chứ tạo. Qua lỡ, tố dầu. Phải. Mão mão chồng chú nhủy xỉn lại lơ. Sao lông cuối cùng đã tỉnh rồi. Mão mão chồng. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mão mão chồng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sao lông. Mão mão chồng. Mơ ảo mão. Mơ ảo mão. Chí ổn chồng. Mão mão chồng. Trông nhủ cuối cùng cũng. Chí ổn chồng. Trông nhủ. Chữ trông chúng ta sẽ viết bộ mịch trước mi bù. Sau đó ở bên này chúng ta sẽ phết ở đây. Kéo luôn qua đây đẩy vào bên này. Và đây ta có một gạch, hai gạch. Mão mão chồng trốn dữ xìn lại lợ. Sao lông cuối cùng đã tỉnh. Đã tỉnh rồi. Mão mão chồng trốn dữ. Chữ dữ chúng ta viết bộ phương. Cái nón chữ ô. Một, hai. Trốn dữ cuối cùng cũng. Xìn chúng ta có chữ dầu ở bên này. Gạch ngang đóng lại. Ở đằng sau có ngôi sao. Trên này có bộ nhật. Dưới này có bộ sinh. Ngôi sao. Trông dữ xìn lại là tỉnh rồi. Xìn lại. Thêm chữ l. Chữ dữ thành hai. Xì yên xìn 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 xìn. Lơ ải lại. Lơ ở lơ. Trông dữ xìn lại là cuối cùng cũng tỉnh rồi. Phải. Thà yêu mạn mạn đã chồng phóng zi li pá lỡ chú lại. Nó lại từ từ bò ra từ trong cái ngôi nhà của nó. Thà. Niếu bù đã thà. Con sâu lông. Nó. Cậu ấy. Chú ấy. Yêu lại. Mạn mạn đã. Từ từ. Man man tờ. Ở dưới đây hình chữ nhật hai gạch. Man man tờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Man man tờ. Thà yô man man tờ. Thơ a tha. Y ô yô. Mơ an man. Mơ an man. Tơ ở tơ. Thà yô man man tơ. Thà yô man man tơ. Nó lại từ từ. Chồng phóng zi li. Chồng là từ ở đâu đó bỏ ra. Chồng. Chứ ổng chồng này là từ. Phóng zi li là trong cái nhà của nó. Phóng zi là nhà. Lì là ở trong cái nhà của nó. Ta có chữ chổng từ. Gạch xuống, gạch ngang, phớt qua, kéo ra. Ta có chữ chổng từ. Phẳng từ đi, phẳng này là nhà. Có chữ hộ, dưới này có chữ phương. Phẳng từ là nhà. Lúc này trong cái nhà thêm chữ lì. Phẳng từ đi. Trong cái nhà đó. Phản chữ lì. Phá này là nó bò ra.
kéo qua đây, phá, phá lở, chú lại, phá lở chú lại, kéo xuống, đá hai bên, chấm. Phở á phá, bò ra, phá lở chú lại, có nghĩa là bò là, chú lở ái lại. Thả là chú lại. Không biết là đã trải qua bao nhiêu lâu. Cuối cùng thì con sâu lông nó cũng tỉnh rồi. Và nó từ từ bò từ trong cái căn nhà của nó bò ra. Thả yêu man man tờ chống phóng zi li phá là chú lại. Lúc này chúng ta viết ý. Wo zen me bian le. Đây là cái lời nói của sâu lông. Ta mở cái lời nói của nó ra. Ý. Ý. Giống như cái từ ý của mình, ý. Bột nhiên cảm thán. Gạch ngang, ở đây có bộ cung. Móc lên tí. Sau đó dưới này kéo qua đây, gạch ra. Đánh dấu trong thang, nó giống như một cái chữ cảm thán. Ý, vậy thôi à. What's up my pen là. Sao tôi biến rồi, thôi sao tôi thay đổi rồi. Sao tôi trở thành như thế này đó. What's up my pen là. Wow, này là con sâu lông tự nói với bản thân mình. Sầm là sao? Dưới này có trái tim. Chữ M chúng ta viết bộ mã. Chữ dao. Wow, sầm mà biên. Biên chúng ta viết bộ thủ của nó trước. Bộ ngôn. Dưới đây có bộ mịch. Dài, dài, ngắn. Đây có bộ mịch. Ngắn, ngắn, dài. Phết, hất lên, kéo, đẩy ra. Wow, sầm mà. Biến là ê, sao tôi biến rồi, sao tôi trở thành như thế này, tôi biến thành như thế này rồi. Wo zen me bian le. Wo zi en zen 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 me er me be yan bian le er le. Ý, wo zen me bian le. Ê, sao tôi biến thành như thế này rồi, sao tôi trở thành như thế này rồi. Ê, tại sao tôi thay đổi như thế này rồi? Mẫu mẫu trống phát hiện tự kỷ trọng là phiêu liêng tờ sư bằng. Con sâu lông đã phát hiện mình, đã nhận thấy mình đã có, đã mọc ra một đôi cánh xinh đẹp. Chúng ta viết chữ mẫu mẫu trống mơ ảo mẫu mơ ảo mẫu chứ ổn trống mẫu mẫu trống sâu lông. Một 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18 Máu máu trộn sau lông. Phát hiện bản thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12. Phá xiên bộ ngọc. Sau đó bên này có bộ kiến. Phá xiên phát hiện. Tự chỉ mình. Phát hiện mình. Phá xiên tự chỉ. Phở phở. Phơ a phá. Xí yên xiên. Tự chỉ phát hiện mình. Máu máu trống. Phát hiện tự kỷ. Trọng là phiêu liêng tờ chư bằng. Nó mọc cánh ra mà. Bên mình nói cái từ mọc thì họ dùng cái từ trọng. Trọng là đã mọc rồi. Trọng là. Hảo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trọng là. Trọng là. Chị ơi, muốn đi cắt quốc tịch tự làm được không? Tự làm phải chạy nhiều nơi em nè. Mà chị cũng không biết chạy chỗ nào nữa. Đa phần là chị sẽ nhờ người ta làm ha. Nhờ những người làm giấy tờ làm không à. Trọn là đã mọc rồi. Piao liang tờ chư bằng. Một cái đôi cánh xinh đẹp. Mọc đôi cánh xinh đẹp. Piao liang. Ở đây có bộ thủy. Ở trên này có bộ da. Bộ da là tới đây thôi. Sau rồi mới đóng nó lại. Dưới này có bộ sư.
ta có chữ phiêu. Phơ yào phiêu. Đọc bằng môi. Đọc bằng chữ P của tiếng Anh. Phiêu liang đờ phiêu. Ê, ok em nè. Phiêu liang đờ chữ bằng. Chữ liang. Trên này có bộ đầu. Bộ khẩu. Móc đầy kéo qua. Ở đây có bộ rảnh móc ra. Liang. Lơ yang liang. Phiêu liang đờ. Gắn thêm chữ tờ cho ta biết cái gì đẹp. Phiêu liang tờ. Chữ bằng là đôi cánh. Chữ bằng là cánh. Hảo, chúng ta có chữ tờ. Bái bù tờ tờ. Phiêu liang tờ. Chữ bằng. Chúng ta gạch đây phớt xuống. Bên này móc qua đây, kéo dài qua đây luôn. Để viết bộ vũ. Chữ. Hảo chữ bằng, chúng ta viết bộ nhục. Bộ nhục, bộ thủ của nó. Ở đằng sau này có chữ phẳng biên tờ phẳng. Ghép lại thành chữ bằng. Chữ bằng là đôi cánh. Trọng là phiêu liang tờ chữ bằng. Phải. Khở yì chinh chào tờ tại bàn không trông phây xạng. Khở yì có thể. Khở yì có thể. Khơ ơ khơ, khơ khở khở. Ý ý ý, có thể. Chín chào, khéo léo nhẹ nhàng, gọi là chín chào. Chín chào, khéo léo nhẹ nhàng. Chín này thường nói về nhẹ. Ở trước này có một cái chiếc xe. Chín này. Ở trên này có một gạch, rồi đây có bộ nước chảy. Chuan bù, và dưới này có chữ cung. Chín này là nhẹ. Chào này là khéo léo. Chào này là khéo léo. Chín chào, khéo léo nhẹ nhàng. Hả, cái gì khéo léo nhẹ nhàng, làm gì đó. Thêm chữ tờ. Chín chào tờ. Chín chào tờ. Zài bàn không trung phây xạng. Ê. Có thể bay nhẹ nhàng trong không trung đó. Zài này là ở đâu? Zi ai zài. Zài. Bàn không trung. Bàn không trung. Bàn không trung. Chúng ta biết chữ zài này là ở đâu? Cho ta biết cái chỗ nào. Bàn này là một nửa bầu trời mà thôi. Không. Ở đây có bộ huyệt. Và bộ cung. Chữ trung. Zài bàn không trung. Ở giữa bầu trời. Làm gì? Phây xiang. Bay lượn. Chữ phây. Bên này phết cong và thẳng. Ta có chữ bay. Chữ xiang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ta có chữ bay lượn. Phơ a phê. Xí giảng sảng. Bay lượn. Phê sảng. Nó có thể bay khéo léo, bay nhẹ nhàng giữa không trung. Có thể nói có thể bay nhẹ nhàng giữa không trung là được rồi. Có thể bay nhẹ nhàng giữa không trung. Phải. Và ngoài không trung ra nó còn zài hoa chuồng trung tiao. Zài ở đâu đó. Hoa. Bông hoa. Chuồng thường nói trong các vườn hoa, trong các lùm hoa. Lùm chuồng. Chuồng này thường nói lùm cỏ, lùm hoa, lùm cây. Chuồng. Hảo, chúng ta có chữ zài. Zài. Một. 2, 3, 4, 5, 6. Zài ở đâu đó. Hoa này có xào. Rồi bộ lão hóa, tờ hóa gắn lại thành hoa. Hảo, chữ trộn này là nói về lùm cây, lùm bụi. Gạch ngang. Này, rồi ta có hai phớt xuống, rồi gạch 1, 2, kéo xuống, gạch qua. Được chưa? Ở dưới này, gạch đây, phớt đây, hất lên. Rồi bên này đẩy ra. Hảo.
chỗ này đọc chổng, chổng này là lùm bụi, lùm cây, bụi cây, lùm hoa, bụi hoa. Ở các cái bụi hoa, trong, lúc này trong các bụi hoa. Hãy thiếu chữ trong, trong, trong ở dưới đây có nghĩa là trong các cái bụi hoa. Họ chúng ta có chữ trong. Trong các, ở trong các bụi hoa làm gì? Thiêu ủ, nhảy múa. Thiêu ủ. Thiêu. Chữ ủ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Thiêu. Ta có chữ trung, chữ ôn trung. Thơ yào thiêu. U ủ ủ. Và nó còn nhảy múa ở trong các, nhảy múa trong những lùm hoa, bụi hoa. Chấm. Biến thành hồ đĩa hậu đờ mào mào chồng. Bơ yên biên. Chí ẩn chồng. Hơ ủ hủ. Đơ yế đĩa. Hơ ẩu hồ. Sau khi biến thành bướm bướm. Chúng ta viết chữ biến thành trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Chữ thành 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biến thành. Hú tỉa. Hú là phải bộ trùng trước, bộ thủ của nó. Gạch ngang dưới đây kéo xuống một Hồ Chí Minh tờ hồ, hủ. Chữ tỉa này cũng có bộ trùng trước, bộ thủ của nó. Gạch ngang trên này hai gạch, rồi đây quẹt ra, dưới đây có bộ mọc. Chữ hô này là nó sau khi biến thành. Hô. Bên này có chữ dao, vết đầy móc ra. Sau khi biến thành bướm bướm. Biến thành hủ tỉa hô. Hảo. Ai sau khi biến thành bướm bướm, thêm chữ tờ vào cho ta biết ai sau khi biến thành bướm bướm. Và đằng sau chữ tờ này phải đọc trước. Sau lông. Con sau lông sau khi trở thành con bướm bướm. Con sau lông sau khi biến thành bướm bướm, mình đằng sau chữ tờ phải dịch trước. Chúng ta viết chữ mão mão trộn. Mơ ảo mão. Mơ ảo mão. Chí ổn trộn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mão mão trộn. Con sao lông sau khi biến thành con bướm bướm phải. Động tác chính xảo chí lơ. Cái động tác của nó, di chuyển của nó, động tác của nó cực kỳ nhẹ nhàng. Chúng ta biết chữ động tác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tông chua. Tông chua, động tác. Tơ ông tông. Zi wo chua. Tông chua, động tác. Chín chào có nghĩa là nhẹ nhàng. Chúng ta có bộ chơ gạch ngang bên này. Chín chào. Chín chào, nhẹ nhàng. Chi yên chín. Chi yao chào 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 chào. Chín chào. Chỉ là, chỉ này là cực. Cực kỳ là cực. Hoặc bắt cực ta cực, ta có bộ mọc trước. Rồi ở đây chúng ta gạch ngang để viết chữ bơ ở dưới này. Ở trong đây ta có một bộ khẩu. Rồi bên này ta có chữ vô và gạch dưới này. Chỉ là, ý là nói động tác của nó cực kỳ nhẹ nhàng. Chí ý chỉ, lơ ở lơ. Động tác chính xảo chỉ là.
动作轻巧极了。动作轻巧极了。肥，它再也不是一只慢吞吞的毛毛虫了。它就爱搞爱挠，再也不是空搞你太挠，再也不是再一耶耶耶耶耶，不无不。再也不是他你来牛布的他còn sau lòng ấy再này là rồi không còn như thế nữa dùng từ再này chữ về 再也不是再也不是他再也不是哎，再也不是，có nghĩa là không còn là, 再也不是, không còn là, ai không còn là, cậu ấy, con sao lông ấy, không còn là. Chúng ta có lượng từ, 一只, 一只, lượng từ một con, 一只, 慢吞吞 là chậm rề, chậm chạp, gọi là 慢吞吞. Hôm bữa có em hỏi chị chữ này. 慢吞吞, chậm rì, chậm rề. Chữ 慢, ai người ta thường hay la mình, oh, 做事做得慢吞吞, làm việc làm chậm rì, chậm rề, 慢. Họ chữ thun này họ biết nét ngang à?Chữ thôn không phải viết ngược lại. Họ viết nét ngang hả? Họ viết nét ngang thì ta viết nét ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7một hai ba bốn năm sáu bảy man thun thun chậm rì chậm rề hey man thun thun man thun thun tờ mão mão chồng lơ man thun thun tờ mão mão chồng lơ mão mão慢吞吞的毛毛虫了 không còn là một con sao lông chậm chạp như ngày xưa nữa anh ta không còn là một con sao lông chậm chạp nữa tờ mơ ảo mão mơ ảo mão chứ ổn chuẩn lơ ở lơ tha再也不是一只慢吞吞的毛毛虫了。好, bài văn ta viết hết luôn rồi đó. Ngày mai chúng ta sẽ viết cái phần câu hỏi của nó. Câu hỏi của nó thì nó ngắn thôi. Nhưng câu bài văn thì nó dài. 再也不是, mà nghĩa không còn là một cái gì nữa. Không còn là một cái gì nữa. Không còn là một con, ở đây là trước. Không còn là một con sâu lông.Một con lượng từ ở đây. Một con sau lông chậm chạp nữa. Ê, hảo. Lúc này, mẫu mẫu trộn biến hủ tỉa. Sau lông biến thành con bướm bướm. Mẫu mẫu trộn dựa tại dê dự sang. Mai ta đọc đi ha. Hôm nay ổng ồn quá. Vẫn thấy mai đọc tốt hơn. Mai ta đọc rồi chúng ta làm luôn cái phần bài tập này ha. Rồi để mai đọc đi ăn cơm, đi nấu cơm gì đi.Này ổn, Vân thấy đọc cũng không có hay. Rồi để mai đọc nha. Hả tớ, nay ổng ồn vậy đọc cũng chả nghe được cái gì hết á. Mà Vân, ổng ồn vậy Vân cũng lười đọc. Tại cái âm của Vân không có đẩy qua cái âm của ổng được. Âm của ổng vang quá, Vân đẩy không có được.
Cho nên là đọc ra cũng như không. Rồi. À, đúng rồi ha. Mày nghĩ. À, vậy để mốt đọc nha. Mốt đọc tại vì nó phải có bài tập nữa. Mình phải đọc lại. Vậy là cũng qua một ngày cũng quên hết rồi. Vậy tối mọi người rảnh mọi người đọc trước đi. Có bài văn kể cho con nghe rồi. Đây là một câu chuyện con sao Long biến thành con bướm bướm mà. Đúng không? Đây là một cái câu chuyện cổ tích đó. Đây là một cái câu chuyện cổ tích nói về quá trình của con sao Long. Nó biến thành con bướm bướm. Trước khi nó biến thành con sao Long, trước khi nó biến thành con bướm, nó làm con sao Long, nó có cái cuộc sống như thế nào. Và nó nhìn thấy người ta có một cái cuộc sống như thế nào, nhưng mà nó một không có hề ngưỡng mộ người ta. Và nó làm, nó đợi mình biến thành như thế nào. Đấy là một cái câu chuyện rất là hay. Trong quá trình ta viết thì cha ta không thấy rõ được cái nội dung của nó lắm. Nhưng mà khi chúng ta viết xong rồi chúng ta đọc nguyên bài sẽ thấy rõ cái nội dung của nó hơn. Ha. Vì thế các bạn cứ đọc kể cho con mình nghe đi. Biết đâu nếu mà con mình biết kể, kêu nó kể ra, nhiều lúc hay lắm đó. Hai mẹ con sẽ tiếp xúc cái bài này rất là hay luôn. Tại vì nó là một cái câu chuyện hay mà. Một cái câu chuyện cũng mang ý nghĩa dữ lắm á. Vì cái gì nói về một người biết chờ đợi mình biến thành xinh đẹp, chờ đợi mình thay đổi. Hey, khá là hay. Rồi, ngày mai được nghỉ, ngày mốt gặp lại nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người ăn cơm ngon bữa. Xin cảm ơn. Chào chào. Chào chào.